Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng. Và đây này, chúng ta sẽ tiếp tục bay vào thu hoạch đủ các kiểu con đà đểu luôn. Mua một ít thức ăn cái nào. Ô cha cha, cái này hơi bị thốn đây. 23 mét. Vì mình mua một cái miếng thức ăn mà nó tới 20 mét lần các bạn, cho nên nó bị thốn. Đây. Chơi trên điện thoại thì HNT có thể sử dụng linh hoạt và nhanh hơn là chơi trên máy tính nha các bạn. Hiện tại mà đã ra vô bản cập nhật rồi, cho nên nó có khá là nhiều điều thú vị. Mình vẫn không biết nên lấy con này không ta. Nếu mà lấy thì chúng ta lấy con cá vàng này nó ngon hơn chứ nhỉ. Con cá vàng này nó đi chứ cũng thốn lắm luôn đây. Bây giờ chúng ta phải xác định trước giờ lấy con nào, để không nhây là tốn thời gian lắm. Mà bây giờ chỉ còn có một ngày mấy thôi. Chắc con này lại lấy không kẹp rồi. Con này đi. Chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian vô cái con kia. Bởi vậy rối là cái chỗ là các bạn nên xác định lấy cái con nào trước. Con này khá là đẹp nè men. Rồng ôm đuôi. Chúng ta đã mở ra được thành công chú ấy rồi, nhưng mà có lẽ là sẽ không thể nào lấy kịp rồi. Sắp tới không biết là sẽ tới cái advent gì đây. Con ngựa này thiệt tình là con này thì lại chắc sẽ không lấy nổi rồi. Con ngựa này tranh thủ không biết lấy kịp nó không. Cố gắng hết sức vậy. Nhưng mà con này anh ta nhớ, nhưng không làm mình có rồi luôn đấy. Ok, cho vui vậy. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với wow, con này chúng ta đã luyện chiêu và sức đam của nó lên được tới 280 mấy luôn rồi các bạn ơi. Rất là kinh khủng. Ôi chà chà, rồng lão già. Mình nghĩ mình sẽ luyện chiêu cho cái con này nữa coi. Ôi sao không có chiêu nào được luyện nữa thành công hết vậy nè. Thôi trở ra vậy. Kiếm con khác. Hôm nay chúng ta sẽ mần tiếp cho cái con rồng nào đi luyện chiêu đây. Để cho con trâu đi luyện nữa các bạn. Trâu mập. Xem trâu mập này nó đi luyện nó được 84, 84, 28, okay, 84 này. Mình sẽ quất cái chiêu này cho nó lên. Cho con trâu mập luyện chiêu. Và tiếp theo là có một cái advent cũng khá là thú vị. Cái advent này thì chúng ta qua cũng khá là nhẹ, nhưng mà để giành được chiến thắng thì cũng khá là chua. Đây, chui vào đây. Mình sẽ giác cái con hoa cỏ mùa xuân. Fan chân chính của hoa cỏ mùa xuân đâu hết rồi men. Cho anh một like và comment điểm danh cho vui xem nào. Đây, chúng ta sẽ ghẹo nó bằng cái tiệt chiêu xoắn. Ok, chỉ một hit thôi. Quýnh gọi là tốc hành luôn. 14 phút nữa chúng ta sẽ vượt qua được cái map này. Ok, tầm hết video là chắc dư sức. Video mình quất tới khoảng gần 30 phút lận mà. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi. Ấy, chúng ta đã luyện sao thành công cho một bé rồi nè. Bé nào mới lên sao vậy? Wow, bé này các bạn, đẳng cấp là L luôn nha. Ui cha cha, quá đẹp luôn men. Wow. Và hôm nay HNT sẽ làm về chú ấy. Đơn giản vì chú ấy vừa mới được lên sao nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ kiếm cái con nào mình nâng sao cho nó cho vui xem. Hình như là mấy cái con mà hổ báo của mình thì không thấy ở đây ta. Con này như là đẳng cấp của nó chỉ là cấp E thôi, mà nó có thể nâng lên được 1 sao đấy. Quất luôn. Con này khá là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ làm về cái con rồng mới lên sao của mình. Rồng robot đẳng cấp là L. Đây. Ô cha cha, còn 15 phút nữa hả? Thôi tốc độ luôn đi men. Con rồng máy móc này là HNT vừa làm video cho các bạn xem ở tập trước. Tập này thì có lẽ là chúng ta sẽ làm về cái con, để HNT đi kiếm cái con rồng đẳng cấp L đó coi. Đẳng cấp là L level 15, 1 sao là nó cũng khá là mạnh đấy. Đây rồi. Level 11 các bạn. Mình chưa có cho nó ăn lên level 15, bây giờ cho luôn. Lên luôn nha men. Khá là tốn kém nhưng mà không sao, do chú mới được lên sao cho nên chú, đây là một cái phần thưởng nhỏ bé dành cho chú. Rồng robot. Rạc robot này giống như là robot đại chiến á các bạn. Okay, đặt tên là robot đại chiến đi cho nó vui. Robot đại chiến. Đại đây chiến luôn. Quá tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ mang cái con robot này đi chiến đấu đây. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh đến từ con robot này. Chúng ta đang bật cái chế độ khiên cho nên chúng ta sẽ được tăng đam và tăng máu. Khiên hình như là tăng máu thì phải. Đúng rồi, HNT nhớ là vậy. Đầu tiên đến với thuyền trưởng, chúng ta sẽ xem sức mạnh của chú ấy sẽ tăng được bao nhiêu. 40.000 các bạn à. Khi mà có cái khiên hình như là chúng ta đam được lên tới 40.000 đấy. Rồi nếu như bình thường sẽ không đam lên nổi cao như vậy đâu. 34.000, con số khá là thấp. Nhưng mà đó là số chuẩn rồi. Ồ mà có gì đâu mà không lẽ cho cái con này quýnh không hả men. Cho cái bé này ra chứ. Robot đại chiến. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu gì đấy. Đây. Ucha nó sử dụng liên hoàn đấm. Các bạn nhìn xung quanh người cái con này xem. Nó có cái dòng khí xung quanh nhìn rất là đẹp luôn đấy. Chỉ những con nào mà lên lớp 1 sao nó mới có thôi. Còn những cái con khác thì sẽ không có được cái khí này. Ồ cha, lên đường luôn rồi. Sau một hồi biểu diễn cho các bạn xem, đứng ẹo ẹo lắc mông đủ các kiểu, thì cuối cùng cái con rồng robot của chúng ta đã lên được. Khả năng của chú ấy chỉ có thế. Và tiếp theo thì sẽ đến với xem tem này có cái gì đây. Wow, hai con hệ huyền thoại, hai con hệ H chứ. Heroic các bạn. Con này nó được đam với mình, lượng sát thương gây ra khá cao nên chúng ta phải cẩn thận. Chứ sơ sẩy là nó xúc mình xây sở không kịp đấy. 18.000 một lượng đam không hề nhẹ. Wow, những con này nó là chữ A cộng hết rồi cho nên đam nó rất là khủng nha các bạn. Chúng ta sơ sẩy là nó quất mình banh xác luôn đấy. Quá đẹp. Và bây giờ đến với thuyền trưởng. Con này nó ăn hiếp con thuyền trưởng không? Nó không đủ sức để ăn hiếp mình rồi. Chúng ta đã được đam với cái con rồng lửa này. Tới siêu hùng. Banh xác luôn rồi man. Thôi ôi, mạnh phát thế. Robot sẽ chiến đấu với siêu anh hùng liên hoàn đục. Đó gọi là, mình nhớ không làm cái thiệt chiêu này người ta gọi là đấm liên hoàn thôi. Hoa cỏ mùa xuân chiến đấu với siêu anh hùng này có bộ hơi căng á. Hai con lượng máu chênh lệch nhau không nhiều luôn. Nhưng mà được cái là chúng ta level cao cho nên đam khá là khủng nha các bạn. Chứ đam mà thấp thấp là quýnh con đó nó dập mình lại banh xác luôn đấy. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến với, wow, chỉ có một em thôi, một em cấp hệ huyền thoại thôi. Wow, 17.000. Ôi trời ơi, không giỡn đại dương ơi. Con này chỉ là rồng bí ngô thôi mà sao sức đam nó căng thế. Còn 5.001. Oh my god, nó gõ một phát một robot của chúng ta văng vách luôn rồi. Bức xúc quá, không kiềm chế được cảm xúc, HNT quyết định lôi đại, gọi là thuyền trưởng HNT. Mình kêu nó làm đại tướng luôn nhưng mà thôi, cho nó làm thuyền trưởng đi. Ôi, tăng thêm một lượt đánh nữa luôn nè men. Chúng ta được đánh 2 lần liên tiếp. Giống như là bị sát thương nhân 2 vậy. Tem bạn quýnh được 1 lần, tem chúng ta quýnh được 3 lần. Quá có lợi rồi chứ nhỉ. Tiếp theo là đánh với con Chi Phi. Con này là đẳng cấp là L. Một chiêu của chúng ta mà mém, gọi là mém hạ được thôi chứ chưa hạ được. Máu chúng ta được đam lên tới 7.300. Sức đam này cũng khá là chuẩn đấy. Đây. Và anh em trong cờ lan nó thì bởi mình nghe anh em nói đó là chúng ta phải làm gì từ lượt dưa từ le học me đấy. Đây, và anh em nào chưa có cờ lan có thể xin vào cờ lan HNT nha các bạn. Hiện tại đây còn dư khoảng mấy chỗ đây nè. Đây, diệt cho mấy cậu này vào cho vui đi, chứ bây giờ hiện tại clan đang còn thiếu chỗ quá. Đó, diệt luôn. Mình yêu em, yêu mình em hả? Ok, cho em yêu vô luôn. Rồi, Ngân Trần đẩy em vô luôn. Rồi, ok. Và thông báo với anh em là bạn nào mà làm biến thì HNT sẽ đá đít nữa nha. Đó là cho vô hết trơn rồi. Nhưng mà anh em nào không chịu ấy là sẽ ức chế cảm xúc. Khi mà cảm xúc dâng trào rồi thì chúng ta bây giờ đến với cái tiết mục tiếp theo. HNT sẽ mang cái con hổ báo của team mình đi chiến đấu với những cái con này. Con này level 30. Bây giờ nếu như đụng tới game mà nếu như mà chúng ta không đánh là sẽ đụng tới game rồi. Quất luôn men. HNT quyết định chiến đấu với cái con hệ nước level 30. Bong bóng, con này là Sunny. Sát thương chúng ta gây ra là 20.000. Nó quýt mình 10.000, coi như có lời. Quýt 3 cái con này sẽ tắt thở. Chúng ta sẽ mất tầm khoảng 30.000, 20.000 chứ, tầm khoảng 20.000. Yeah. Tiếp theo em nào sẽ ra chiến đấu với thần Long City. Con này level 30, lượng máu của nó là 46. 46 thì chúng ta phải câu kéo máu nó xuống mới được. Random hit 21. Ok. Quốc có thể chiêu cực kỳ bá đạo đến từ rồng lửa vàng. 11.000 máu giờ đã đi, còn bên trong nhà đang lãnh sát thương. Oh my god, nó dập mình một phát 18k luôn rồi man. Trời ơi. Đây, câu kéo nó thôi. 8.000, 4.200, 10.000. Quýnh tiếp luôn. Này nó quýnh mình 3 cái mình tắt thở. Mình vẫn cố gắng câu kéo máu nó. Vẫn cố luôn. Ok, nó còn được 3.034k. Câu kéo nó được nhiêu đây thôi man. Cho con rồng nữa lửa vàng chắc ra hy sinh vì tổ quốc quá. 9.001. Ok. Rồi xong, rồng lửa vàng đành phải ra đi. Như vậy cho chú ấy có chút lập công các bạn. Chà chà, nó còn 6.300. Tình huống này đang khá là hấp dẫn đây. Lên đường. Rồi trận này có thể có lẽ chúng ta giành được chiến thắng, nhưng mà hy sinh thì khá là hy sinh hết một em rồi. Con này quýnh 2 cái nó mới tắt thở. Ôi, con này khá là yếu, biết như vậy không để con kia chết. Khá là đáng tiếc nhưng mà thôi. Sau một hồi tính toán rồi là hạ hồi phân giải của HNT thì đã đưa ra quyết định và chúng ta không có được hối hận với cái quyết định của mình. Đây, lãnh thưởng. Ôi chà cha, lần này phải cho cái con rồng đá ra rồi. 31 không ổn các bạn ơi, nhìn cái tem nó sáng vàng rực như vậy là không ổn. Lại vàng rực nữa. Mình không phai mấy cái tem mà nó vàng rực rồi đấy. Mấy cái tem mà vừa vừa thôi là ok, chứ nhìn cái tem mà nó vàng khè như vậy làm sao mà đánh nổi đây man. 30 lại vàng nữa kìa, thiệt là mấy con này nó rất là mạnh luôn đấy. Bây giờ mình lại đụng vô game. Ôi 36 luôn cơ. Trời ơi, cái con này nó cân luôn cái tem mình đấy. Thôi chắc phải nhường. Vậy là chúng ta nhường cho tem bạn một trận đi các bạn ơi. Nhịn không phải là nhục mà là nhịn là để chờ cơ hội tiếp theo. Chứ cái tem này là chúng ta không chịu nổi. Đây. Chà, các bạn thấy máu nó 71.000 luôn ấy. Nó dập một phát một là chết mình. Đây quýnh cho các bạn xem cho vui, chứ thật sự mà nói là dập không lại tụi nó đâu. Một hit một em luôn. Giống như là chúng ta phủi bụi tụi nó vậy. Phủi bụi chứ không phải là đánh nữa. Em hiểu số phận của em rồi men. Die, you die. Win, nó win chúng ta sẽ you won. Còn đây là die. Nữa hả? Thợ cái tem nát như vậy rồi mà nó còn cho cái đội hình như vậy, làm sao mà đánh đây. Cái này nó chữ B mà level 35 là cũng rất là mạnh rồi. Cho toàn hàng khủng không vậy ta? Có cái hàng nào mà bớt khủng khủng xíu không? 32. Thiệt tình là HNT không còn game để bỏ qua các bạn ạ. Không còn cơ hội để bỏ qua nữa. Xúc tụi nó luôn thôi. Oh my god. Làm liền ngay và luôn. Action. Ủa mình một hit 12.000. Rất là chua chát luôn đấy. Đó vào 32, 30. Ok. Đổi con. Tiếp theo là cho cái con này. Ôi, con này nó đam không lên nổi 5.000. Đến kiểu gì đây? Đây, tiệc chiều này đi. Lên đường. Ít ra thì con này nó cũng dập được một phát chứ hả? 10.000. Giật đam được không men? 2, 3, 4. Ồ da, nó giật được 4 phát các bạn ơi. Chỉ là nó hy sinh vì tổ quốc thôi. Cũng đâu còn cách nào khác nữa. Còn con này nữa. Trời ơi, chữ C mà level 30. Đánh kiểu gì đây? Cố gắng lên câu kéo thôi. Ủa 9.000 luôn cơ. 4.400. 9.000 mấy luôn. Trời ơi nó quýnh mình thốn kinh khủng. Ôi 9.000 mấy 10.000 luôn kìa. Căng quá men. Mới dập phát chết không? Nó không chết là mình chết lại đấy. Đa mua chúng ta lên nổi 20.000 không các bạn? Hay là chờ sức để đọc cái con này? Mà cái con này nó level 30, máu nó cũng tầm khoảng 40 mấy k đấy. Cái này khó xử quá. Cái dập nó luôn đi. Chứ mình nghĩ là mình đam không lên nổi 20.000 với con level 32 này. Cố lên. Thỏ trắng cố lên. Thôi ơi nó đam lên 21.000 luôn cơ. Quá đau lòng người ơi, anh quá đau lòng. Wow 21.000. 7.000. Chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để cân con này các bạn ơi. Trời ơi, hy sinh hết hai em nữa rồi. Oh yeah. Cố lên thỏi trắng, cuối cùng thỏi trắng đã giành được chiến thắng. Wow, lãnh thưởng. Và tiếp theo đó là con của con rồng của chúng ta vẫn còn. Wow, đại chiến robot. Rồng robot ra mặt đây. Oh my god, thôi cái tem khủng quá rồi. Cái tem vàng rực luôn. Đánh kiểu gì men? Tham 8 với level 30. Đánh nổi không ta? Quất luôn. Gọi là không thắng thì bại thôi. Em này cha ngon. Một hit lên đường. Chúng ta chỉ cần được đam thôi. HNT chỉ cần được đam thôi các bạn à. 59.000 luôn. Con này nó cũng 28. Chả có thua kém gì bao nhiêu đâu. 14.000 một phát. Mình đập là 21.000. Một hit nữa con này sẽ thua. Con này sẽ lên đường. Đẩy nó luôn. Còn gì nữa đâu. Oh my god, 54.000 máu nữa à. 10.000 chúng ta đập con này được một cái à. Càng. Sư tử, ok, sư tử ra dập coi. 7.000 sao bèo vậy? 10.000. Trời ơi, 7, 14. Nó còn 40.000 máu luôn kìa. Thêm 7 nữa, ba mấy à. Căng đây. Con này ra quýnh không biết được bao nhiêu. Cố lên vậy. 5.000. 5 x 10, 50. Đập được cái nữa, còn 29.000. Ok, đập một cái nữa luôn. Rồi là hy sinh vì tổ quốc rồi. 24 9. Ok, 24 mà. Căng người ta. Thần Long nó dập, không biết là nó dập mình tắt thở không đây. Mình dập nó coi. Nó dập mình. Ok, mình còn được đập một cái nữa là coi như win. Yeah. Vậy là tuyệt vời rồi. Sau một hồi chiến đấu vất vả, kết quả là chúng ta đã giành được chiến thắng nha các bạn. Kết quả là ngon cơm luôn. Để xem coi. Ôi, tới thanh kiếm tử thần không được ra rồi. Phải cho con khỉ ra trước đi. Đã vào 35, 3 con đẳng cấp L. Để HNT xem cái này cho đã. Thôi bỏ qua luôn. Mấy con này sao nó đẹp phết thế. Nó level 35 chắc mình đánh không nổi rồi. Level 35 máu khá là trâu. Level 29 nhưng mà đổi 30 đổi ngược lại là chữ A vàng. Nó cũng quánh không nổi đâu. 25, 29 ok. Còn cái này là quánh được nè. 25, 29. Đây, ôi đít lép xẹp luôn comment. Sao mà tụi nó có cái con rồng đít lép xẹp này vậy. Cố lên, hiện tại là tem bạn khá là hổ báo, toàn là chữ màu vàng thôi. Đây, thần long là HNT nghĩ là có thể đủ khả năng để chiến đấu với ba con này. Cho cái con nào, đây. Khỉ coi, khỉ ca đập được coi như. Khỉ ca, cái tay chiêu của khỉ ca đam cao nè. 7.000 luôn, chuẩn men. Ôi khỉ ca rất là tuyệt vời các bạn ơi. Cha con này nó đẹp vậy. Cá sấu à, rồng cá sấu. Thôi, chúng ta giải quyết nó nhanh gọn lẹ bằng tuyệt chiêu của thần long đi. Đi bụi nào bạn hèn. 39.000 đam, chuẩn men. 6.600 hả? Quất nó luôn. Bây giờ là không còn gì để mất nữa rồi. Yeah, chiến thắng các bạn à. Đây là mình còn được một trận nữa thì phải. Đó, đâu rồi. Xem tem mới thế nào. 35, 34 không gì ta. Sao toàn là hàng dữ không à. Mình muốn mở rương xem nó có cho mình được cái gì thú vị không. Có cái gì không. Wow, được 2 mảnh thôi à. Ôi chỉ được có 2 con L, 2 mảnh thôi L. Nó 40 triệu không nổi. 35 triệu cũng không nổi luôn men. Cái này hơi căng. Mà bây giờ hết rồi. Bây giờ là không còn đường lui các bạn, chỉ còn con đường tiến thôi. Giống như là tên lửa mà đạn đạo mà nó đã xác định được mục tiêu, chỉ còn lao thẳng vào mục tiêu thôi chứ không có còn mà chạy được. Wow, khá là may khi chúng ta bay vào đã gặp được đam. Khi mà HNT được đam với cái con này là coi như nó xác định với mình rồi đó. Đây. 3.000 mấy, 3.000 mấy cho cái con sư tử đi, con sư tử này đam chắc hơn 5.000. Chính xác luôn. Tiếp theo sẽ là thần long. Nó cho tem bạn nó dập trước mình phát. Thế là chúng ta quánh nó là có lời. Mình đập nó sau một phát 20.000 và nó đập mình là mình quánh nó 20.000, nó quánh mình mười mấy thôi, 21 luôn rồi. 15. Cái này hơi thốn đấy. Dập một phát nữa chúng ta ăn. Ok, chúng ta ăn và bây giờ dồn 3 con đập 1 đây. Ôi cha, 1 sao luôn kìa. Nhưng mà rất là may chúng ta được đam với nó. Yeah, victory. Ui, không tin luôn, mình nghĩ là mình thua nhưng mà ai ngờ lại ăn. Đúng là cuộc đời không nói trước được chuyện gì. Và các bạn đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel lên để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và HNT sẽ live stream trực tiếp vào mỗi buổi tối. Anh em nào có yêu mến hay thích thì có thể ghé vào kênh HNT vào lúc khoảng 7 giờ tối để có thể xem live stream của mình cho vui. Đây, và tiếp theo chúng ta sẽ ra để làm tiếp cái nhiệm vụ đây các bạn. Ở đây chúng ta còn một cái nhiệm vụ nữa. Nãy giờ chắc được tầm khoảng hơn 20 phút rồi. Chúng ta có thể làm cái nhiệm vụ này. Đây, quất trận nữa là ok luôn. Action, con nào ra đánh đây nhỉ? Đây, thuyền trưởng đi. Nói gì nói, thuyền trưởng vẫn là cái con rồng heroic mới của mình. Wow, thuyền trưởng đang đấu luôn. Ui, thì chịu được đam luôn nè men. Đấu với Spiderman luôn kìa. Quá nhẹ nhàng. Ôi, bây giờ đi thu hoạch vàng với thức ăn nè các bạn. Thu hoạch vàng với thức ăn. Chết chưa, thức ăn chưa mua. Chắc phải bỏ cái hầm máy ca này đi. Một khoảng 3 mét thôi. Rồi, xong. Ta thu hoạch và chờ. Ok, và các bạn xem video cho HNT một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ mình với. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel đừng quên đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.